anh hoặc Gitman là ok đúng không em? Anh hoặc Gitman là ok. Anh GM LNUP Getford Cường Getford Balan SP. Lỡ con ơi, lỡ nha, lỡ mới được nha. Ok, Balan. Chỉ chút Navas à? Navas đúng không? Hello. Hello anh em. Hôm nay mình hay xin giới thiệu với anh em trang web shopthẻ365.com, nơi anh em có thể mua thẻ điện thoại hay là thẻ Garena được chiết khấu lên đến 7% và an toàn, uy tín. Link chi tiết mình để phần mô tả anh em nhé. Ok, mở tiếp BB trước anh em ơi. A few moments later. Nãy 2k mấy à? Nãy 2k mấy mà bây giờ 5k 1k là BB cộng 9.000 rồi. Còn đó anh chưa đá nữa em, nhưng mà anh nghĩ là khả năng là ngon ấy, tại vì con nó chỉ số cao mà. Khởi động nhẹ mấy gói đầu tiên coi anh em ơi. Lỡ cái đi tính tiếp nè. Đầu tiên mà đầu xuôi đuôi lọt. Lỡ đây bạn ơi. Ok. Rồi, trời ơi, thâm bức luôn, có lỡ đâu, ok rồi. Diallo. Ui. Bố game bị, em hàng MU luôn mà. Đúng không, con hàng MU đúng không? Chuẩn chưa? Xài, thâm phức. Lỡ tiếp nào, đầu xuôi đuôi lọt mà. Anh chưa thấy không em? Thế anh xem cho hậu em cái video là mở ra hai con Lewandowski đi. Keita, hai cái Lewy, hai quả Lewy đó là quyền thoại của anh Tài đấy, mấy ông đừng có giỡn. Lewand cấp 8 mà chén quá thì chuyển qua đá Lewand gọi là CC8. Lỡ con ơi, lỡ thì tính tiếp. Phải có lỡ đấy, lỡ. Còn gì vậy? Sergio Gico cái gì nữa? Phốc Lan. Sự kiện ngày cuối chơi nhiều vòng mới được thì bầu quýt làm một tí đi bầu quýt ơi. Cầu Mỹ là xong rồi. Donovan à. Ý, 119. Nói lòng thế. Trời ơi, Donovan à. Cái này mà ra mà không ngon nữa thì bắt đầu mở gói ghét anh em nhá. Mà hy vọng sẽ ra ngon. Ủa, tôi làm cháu ám mà tưởng làm nhẹ một hai vòng, tưởng làm nhẹ một hai vòng nữa thì thấm phức. Gì vậy? Ui, da tao ghê à, cộng 5 hả? Gì vậy, cộng 5, nhiêu tiền? Hu 1k2. Được nhờ. 1k2 con này bán được không anh em? Gì da tao ghê. Kèo 1 tỷ ít thì vô có 9 à. Tao thử chích lỏ của con bé quýt vậy mà. Tao thử chích lỏ bé quýt thôi. Gây KTS luôn. Quay wow, vừa nói mở cái test là ra luôn nè quýt à. Sao anh tám? Tám mọi người, tám mới đã. Tám mới đi tính tiếp, tám. Lỡ. Rồi, con thầy đời. Gói 9 ớ, gói 6, 8 là gói 9 mà. Lỡ này. Argentina. Mắc editor, ok, 118, được. Van Persie. Mở khi Tagian, con mở khi Tagian này F5 là cũng món quà này. Lỡ, HG 8 màu. Lỡ đi. Anh Pháp à? Pháp là lớp con gì vậy? Pháp. Gitman. Trời ơi. Con dấu hỏi chữ phẩm món quà xem nào. Dấu hỏi chữ phẩm món quà. Mở HG on đi à. HG on. Nãy mở rồi mà quýt. Mở rồi. Anh GM Rio. Ok. 50 tỷ. Em mình sẽ xin được phép ông vua mới có LN. Xin được phép luôn ông vua mới có LN. Như nào? Rio vô đi đăng. Này mấy cờ anh cái đó thì gọi tuyệt của mẹ là cà là mời luôn nha. Không mấy cho trả lại cho em Minh con Gitman cũng 8 đi. Trả lại cho em Minh con Gitman cũng 8 đi. Què vậy? Má mày sao cái đám cưới là cái đám ma luôn mà. Cái gì lên đi bằng cái đầu à. Nằm xuống đi ông nội ơi. Nè nằm xuống đi cha. Nằm xuống. Hà Lan. Quốc cảnh nằm xuống. Đi bằng cái đầu quay clip và lúc mình giúp bên đây về đồng bộ nha.
Cảm ơn Quýt rất là nhiều, cảm ơn Quýt. Bảo rồi, tôi với bè hợp tuổi mà, tôi với Quýt cũng hợp tuổi. Tin Quýt thêm cái nữa nào, bấm đâu Quýt. Bấm rồi được. Bấm vào đâu, vô nặng chữ vật nha. Vô nặng chữ vật đi. Vô nặng chữ vật. Gamin ban luôn luôn. Rồi Pháp, rồi Đức, rồi Kirkman luôn. Kirkman luôn. Nó luôn chứ đâu nữa. 1.100, ok. 1.100, ok. Rồi là tạm được anh em ạ. Tại vì cái này min 119, mở gây cho 20 là vẫn ok. Vẫn ok nha. Không min, không min, không min, không min. Không min. Giờ Quýt đã nói thì em phải làm cái gì em mạnh nhất đi Minh. Trời ơi. Trong mở. ITM. Coi mà cáp Windows được không? Ui, rock 3 à. Rock 3 cáp à. Ngon không vậy? Ui, 1.400 hồi lòng thế. Cảm ơn chúng ta nhiều nhá. Quýt đã nghe TV rồi lại món nợ nhé. Yêu anh Minh của em. Ok ok, cảm ơn em nhiều nha. Nãy giờ như đó đủ rồi nha. Giờ nhiều đó đủ. Giờ coi này phải, coi này phải lửa nha. Lửa 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 lửa. 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 Lửa đi, lửa đi, lửa đi, lửa đi, lửa đi. Lửa. Ba Lan ST. Lửa con ơi, lửa nha, lửa mới được nha. Ok, Ba Lan. Ủa, chỉ chút Navas à. Navas đúng không? Đúng không? Wow, shit man, what the fuck. Uầy. Chị mày tư. Bú, 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 bú. Bú. Bú năm xị đâu ra vậy, bú năm xị đâu ra, đâu ra. Thôi thì gọi là thừa thắng xông lên đi. Thừa thắng xông lên luôn, cái này mà ra gọi là cờ Gitman luôn đi. Cờ Gitman luôn. Gọi là cờ anh cũng được. Anh hoặc Gitman là ok đúng không anh em? Anh hoặc Gitman là ok. Anh gồm ơn lời đúc get food. Cờ get food. Cờ get food. Tính tiền lên mèo ơi. Tính tiền. Bú. Bú, bú. Tiền gì? Quýt đã donate cho Mies 50.000 đồng. Quýt cần làm ăn con thủ phụ. Rõ ràng Quýt ơi, cảm ơn Quýt rất là nhiều. Cảm ơn bé Quýt nha. Trời ơi, anh Bèo đâu rồi nhờ? Anh Bèo ơi, mở cho anh này được con Bèo. Thật cần. Cần lắm là cái giọng của anh Bèo thật. Trời ơi. Coi mở sự kiện kìa. Xin phép anh em nha. Xin phép anh em Minh là tổng kết nhẹ cái sự kiện cái. Ây da, xin phép anh em tổng kết nhẹ cái sự kiện cho anh Bèo cái 9.000 tỷ BB trắng cộng với 32.755 tỷ cầu thủ. Một dòng sự kiện phải nói là không biết nói gì hơn. Một dòng sự kiện không thể nào biết nói gì hơn. Trong khi đó còn có những con fit giá, ví dụ như 124 mà giá chỉ có 4.000 tỷ anh em à. Một vài cửa hàng fit giá khác. Đấy nên là anh em có gửi sự kiện này anh em nhớ gửi qua cho em Minh ở fanpage cũng như là Facebook cá nhân anh em nhé. Đường link ở nằm phần mô tả. Và em Minh sẽ like vào lúc 10 giờ và 18 giờ hàng ngày. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và hy vọng anh em sẽ cho em Minh xin một like một sub để em Minh sớm được ngày được 20k sub. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều. A few minutes later. Pewit yêu dấu ơi. Vãi liền Messi CEO nữa. Trời ơi. Quay Gullit 4 nè. Vãi liền nè. Đúng không Phan, Gullit đâu anh em. Tôi mới thấy gì có con Gullit nữa thì phải. Trời ơi trời. Gullit giờ đang 1k3, 1k4 chưa ai xả à. Người ta xả quá trời này Minh hay ơi. Người ta xáo quá trời rồi. Người ta xáo quá trời rồi. Con này phải lên 6 rồi mày ra. Messi 13k. Con mày làm nó biến phát. Quay 13k. Pulis đi đập giờ Pulis lên cuốn bán đâu mà nó quýt. Đập Pulis giờ cũng không bán được á. Nó thơm. Trời ơi nó thơm, nó thơm. Ông vua mở gác thật. Tự nhiên cảm thấy mình là một ông vua mở gác ngang luôn anh em. Thôi nói chung mình lên thì chỉ gọi là món quà cho anh Bèo.
lên thì có quà trên bèo, còn ổng lên thì trả trên bèo. Hôm nay mở cái này quá ok, quá tuyệt vời, còn gì nữa? Thật, hôm nay mở cái này còn gì nữa? Thôi, nắm nhịp thôi. Lên thì chúc mừng. Còn gớt thì trả hạt. Vô anh bèo ơi. Gullet CEO. Trời ơi. Hello Nhã My nha, đâu em? Tạch cái gì? Tạch cái gì? Tạch làm sao? Tạch làm như nào nhờ? Tạch làm như nào ta? Mày hôm nay kiếm về tiền nhiều dữ trời. Mày kiếm về tiền nhiều dữ ta. Khoai. 36.200 tỷ trong vòng sự kiện. Vãi chưởng chưa? 36.200 tỷ trong vòng sự kiện anh em ạ. À.